Bạch sư cho con hỏi, bất kỳ nhu cầu nào sanh khởi lên ta sẽ không phục vụ nó, nghĩa là không làm thỏa mãn nó, như vậy có gọi là ly tham không? Ly tham á, là chúng ta phát hiện tâm tham của bản thân và chúng ta đối trị nó, chúng ta diệt trừ nó. Chứ ví dụ như bây giờ chúng ta khát thì chúng ta vẫn phải uống nước, chúng ta đói chúng ta vẫn phải ăn cơm mà. Có những cái nhu cầu cơ bản để tồn tại được thì vẫn phải dùng, nhưng mà dùng nó ở trong cái chừng mực. Nhớ đây sư đang nói cái chuyện ăn cơm uống nước nghe. Cho nên là cái ly tham á, không phải là không phục vụ nó. Thí dụ như mình khát nước thôi, không uống nước cứ nhịn chừng mấy hôm nữa cái mình chết ngắt, cái nói tại vì tôi ly tham. Không phải như vậy. Mình phải là người có trí tuệ, thấy cái nào xuất phát từ tâm tham và thấy cái nào xuất phát từ cái nhu cầu cần thiết để tồn tại ha. Nó khác. Và quý vị có thể tập từ cái sự thiểu dục tri túc, tức là ít muốn biết đủ, vừa phải thôi, không có ham nhiều là vậy.